Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều miền của Tổ quốc vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Và biết bao nhiêu gia đình đang mong chờ ngày được đón các anh về với quê hương. Sứ mệnh đưa các anh về là một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, nhưng cũng tốn không ít công sức của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trong suốt những năm qua. Vào chiến dịch lần này thì không phân biệt cái sống, cái chết, nên anh ghi lại cho em mấy dòng chữ. Lá thư cuối cùng của người lính Trần Văn Tuấn gửi về cho người vợ trẻ vào mùa thu năm 1984. Những lời căn dặn ẩn chứa sự yêu thương và như dự cảm được sự chia ly vĩnh viễn. Và chỉ vài tháng sau, tháng 1 năm 1985, anh Tuấn đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc tại mảnh đất Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nghe đọc xong cứ bỏ thư ra của chú ra để đọc, để cảm nhận là như kiểu là chú vẫn còn sống chứ không nghĩ là mất rồi. Chú hứa là đánh trong trận đấy là trận 7 trận liên tục, thì là trận đấy là để được về với vợ, với con. Thế là rất là thương vợ và con, là muốn về để đi chúc Tết. Kể từ ngày đó, ước nguyện đi tìm chồng để đưa anh trở về với gia đình luôn đau đáu trong lòng người phụ nữ này. Nhưng mảnh đất Vị Xuyên, núi non rộng lớn hiểm trở, việc xác định được vị trí anh hy sinh là điều vô cùng khó khăn. Đã không biết bao lần, bà Mừng bỏ công sức tiền của lần theo những manh mối có được để tìm chồng, nhưng đều vô vọng. Dưới sự giúp sức của lực lượng vũ trang và những người đồng đội của chồng, bà đã đưa chồng mình về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Có đồng chí Tuấn ấy, thì đang lắp mình thì là bị pháo bắn vào cửa hang, bị sập hang. Ở trong đó có một số anh em đã bị hy sinh ở trong ấy. Sáng hôm sau chúng tôi rút thì mới thấy cửa hang sập thì là không còn cái gì nữa. Đưa rò phá mìn trước, xong bắt đầu mới đưa được với để khai quật cái hang đá ra để lấy hài cốt của chú về. Thực sự là cô cũng rất là cảm động. Năm 2014, tỉnh Lào Cai đã thành lập đề án 1237, nay là Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, để phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ khi thực hiện đề án đến nay, đội quy tập hài cốt của Lào Cai đã tìm thấy và quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, bộ đội Lào Cai còn trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt tại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chỉ tính riêng năm 2020, đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Lào Cai tìm kiếm được 18 hài cốt liệt sĩ. Là thể hiện được lòng tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thực hiện được cái nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, của các thân nhân, gia đình liệt sĩ. Dấu chân của cán bộ chiến sĩ trong đội quy tập đã có mặt ở hầu hết các bản làng xa xôi hẻo lánh, nơi rừng sâu núi cao, hang đá. Với mệnh lệnh từ trái tim, họ đã vượt qua nhiều gian nan thử thách để đưa những người đồng đội của mình về với quê hương, về với đất mẹ thân yêu. Cho dù sự trở về ấy đôi khi chỉ còn là một nắm tro, một vài hiện vật, nhưng cũng đủ làm cho người thân của các liệt sĩ ấm lòng và vơi đi niềm mong nhớ.